con vừa lòng đăng ký kênh. Thì với clip này mình quay bà con xem về cái bệnh của anh Mai Văn Cao ở Đắk Bơ, Hà Nam Đắk Bơ, Gia Lai. Thì với vườn trên da này anh bị phấn trắng, sắn đọt, vàng lá và bị lở cổ rễ. Thì anh đã thu gom và cắt bỏ hết ở vườn trên da này. Thì với hai vợ chồng anh Mai Văn Cao nè, thì anh cũng rất là kỹ càng về cái việc mà thu gom mầm móng bệnh ở cái chân dây, tiêu hủy và gom lại một chỗ đốt. Thì cái việc này rất là tốt đối với nông dân của chúng ta. Thì cái việc này làm rất là cực nhưng mà nó mang lại hiệu quả rất là cao. Nó sẽ không phát tán được mầm bệnh sang ở những cái cây chân dây khác, hoặc những cái gốc khác, hoặc ở những cái vườn khác xung quanh. Thì với cái vườn chân dây này á, anh Cao có trồng 600 gốc. Thì qua tư vấn và được đội kỹ thuật của bên trái cây thơm buộc lắc á, thì anh có phổ biến rằng là bên tình hình bệnh của 600 gốc anh á, thì có bị 20 mấy gốc là bị phấn trắng, da cóc. Thì như mình quay bà con xem đó, cái tình hình da cóc á là rất là phổ biến đối với nông dân của chúng ta, bà con của chúng ta. Thì nếu mà bị da cóc á, thì cái sản phẩm, sản lượng của trái chanh dây á, chúng ta khi mà ra bán thì nó nằm hết vào cái hàng chanh múc, thì giá cả rất là thấp, thì nó làm cho cái doanh thu của bà con nông dân chúng ta sẽ rất là ít và không được cái giá thành cao. Chi phí thì bỏ ra nhiều nhưng mà bán đi thì nó rẻ, thì nó rất là khổ bà con nông dân của chúng ta. Thì cái việc mà trái cây thơm buộc lắc á, quay về cái vườn chanh dây này á, khi mà đi tư vấn cho anh Cao á, thì có hỏi anh về những cái thuốc mà anh đã dùng. Thì qua như khảo sát á, thì anh dùng rất nhiều thuốc và rất nhiều. Thì cũng có một số đội tư vấn kỹ thuật xuống để hỗ trợ cho anh, nhưng mà kết quả là chanh dây của anh nó không có bớt hẳn, nhưng mà ngược lại thì số tiền chi phí của anh nó mất rất là nhiều. Thì qua đây mình cũng khuyên cho bà con rằng á, chúng ta nên dùng đúng thuốc, đúng vào quy tắc bốn đúng của thuốc, và chọn đúng thuốc, đúng mầm bệnh để xử lý cây trồng, để bà con nông dân chúng ta tránh được cái tình trạng mà tốn nhiều chi phí và lắng nhiều chi phí cho việc dùng thuốc mà không được hiệu quả. Thì đây hồi nãy giờ mình quay cho bà con xem á, mình rất là nhiều quả bị da cóc và phấn trắng. Thì vườn này rất là tốt mà do anh Cao đã mua không đúng giống và nhầm giống á, nên cái sản lượng của anh nó bị giảm đi, trái nó không được to so với những giống chanh khác. Thì vườn này á, anh làm rất là kỹ. Thứ nhất là anh dùng luống, thứ hai á, là anh làm cái mô hình tưới nhỏ giọt. Thì bà con cũng biết mà, gần tới đây là mùa mưa nên chúng ta cần dùng luống đánh mương cho kỹ càng để tránh tình trạng ngập úng trên cây chanh dây. Khi mà chanh dây chúng ta ngập úng á, thì nó gây ra rất là nhiều hiện tượng. Thứ nhất á, là rễ nó bị thối thì nó làm cho cây vàng úa đi và chết, thì lúc đó thì nó mất sản lượng cây dâu chúng ta. Khi đó nấm bệnh nó cũng lây lan rất là nhanh. Thì qua đây á, thì bà con cũng có thể tham khảo được cái mô hình của anh Mai Văn Cao này nè, ở thôn 6 Hà Nam Đắk Bơ, Gia Lai. Thì cái vườn chanh anh á, thì mưa có mấy ngày thôi mà nó đã bị hiện tượng là sắn đọt vàng lá như cái đọt mình vừa cầm cho bà con xem đó. Thì tình trạng chung á, đối với tất cả vườn chanh bà con ai cũng thấy đó, cái việc mà sắn lá, vàng lá, sắn đọt, bã trầu, phấn trắng, thối gốc và héo rũ vào một cái chiều, thì hầu như bên trái cây thơm buộc lắc đã cập nhật được tất cả các loại bệnh ở trên cây dây mà bà con chúng ta đều quan tâm và theo dõi bấy lâu nay. Thì với cái vườn này á, mình kiểm tra và có moi những cái gốc mà bị héo úa vàng á, thì thấy nó bị hiện tượng là nấm và lở cổ rễ. Thì cái hiện tượng này nó rất là phổ biến nên bà con chúng ta á, nên phòng đi, mình mong bà con phòng sớm đi để tránh tình trạng mà bị bệnh nặng hay là nó lây lan. Thì lúc đó bà con chúng ta khắc phục á, nó tốn rất là nhiều chi phí, nhưng ngược lại là những cái lứa chanh bị đó thì bán vào chanh múc hết thì giá thành nó rẻ. Chúng ta khắc phục được những lứa sau này á thì giá thành nó được cao hơn. Thì qua đó nãy giờ mình cũng quay hết cho bà con xem về những lứa chanh tơ này của anh Cao. Thì cái vườn này anh mới trồng có 6 tháng thôi, hai loại giống, một giống là Đài Loan, một giống là nó bị lai Đài Loan, nó không được chuẩn Đài Loan nên trái nó nhỏ hơn. Thì kỹ thuật cũng đã được tư vấn cho anh. Thì qua xử lý thì mình khuyên cho anh sử dụng là thuốc gốc đồng. Đó là gồm có hai cái đó là cái chuẩn để kháng bệnh tất cả các bệnh. Và cho anh phun trên lá, phun 2 lần cách nhau 7 ngày để phòng được cái bệnh sắn lá và phấn trắng cho anh. Thì sau tầm khoảng 30 ngày thì bên kỹ thuật có thể kiểm tra lại cái vườn của anh sẽ có giảm như thế nào. Mình sẽ quay lại cho bà con xem về cái hình trạng của một cái vườn của nông dân chúng ta trước khi xử lý và sau khi xử lý nó sẽ được đẹp và tốt như thế nào, để cho bà con nông dân chúng ta luôn luôn đặt niềm tin vào trái cây thơm buộc lắc, để có đội kỹ thuật và tư vấn về cây nông nghiệp chúng ta luôn được tốt đẹp hơn. Thì qua đây mình cũng khuyên bà con á, chúng ta nên thường xuyên kiểm tra vườn. Thứ nhất là kiểm tra bộ rễ, thứ hai là kiểm tra về cái tình trạng vườn mình có bị ngập úng hay không. Thì tùy vào mỗi vùng đất cát hay vùng đồng bằng thì đó,
thì nó sẽ bị ngập nhiều hơn so với vùng đồi núi. Thì hầu như đối với cây chanh dây á, thì trồng tất cả nơi trên đất nước Việt Nam chúng ta, từ miền Nam ra miền Bắc, hầu như ở tỉnh thành nào chúng ta cũng trồng được hết. Vì cây chanh dây á, nó rất thích nghi với khí hậu ở Việt Nam chúng ta. Và cái thứ hai nữa là giá thành nó cũng hơi cao, nó nguồn thu nó cũng nhanh, chúng ta có thể thu được hàng ngày. Thì thế nên bà con trồng thì mình khuyên bà con phòng đi, đó là lời nhắc của mình đối với bà con. Thì đây là cái vườn chanh dây 600 gốc, thì mình cũng khuyên anh là bắt đầu tiến hành cái việc kiểm tra gốc và xử lý gốc, đổ thuốc gốc để phòng trừ bệnh nấm. Thì gốc chanh này mình quay rất là kỹ cho bà con nông dân xem á, chanh tơ 4 tháng mà nó cũng đã bị hiện tượng là lỡ có rễ rồi đó, bị nấm rồi đó. Thì những hiện tượng này hầu như tất cả các vườn chanh dây chúng ta đều bị khi chúng ta không phòng gốc á. Đã khi chúng ta thấy hiện tượng nó bệnh rồi chúng ta phòng thì nó muộn quá. Đó, mình nhổ cho bà con xem nè, rễ đó, rễ con đó, nhưng mà bị nấm mất, thối nhũng mất. Thì chung là hiện tượng này á, thì phòng những cây sâu thì được, nhưng mà những cây bệnh rồi mình khuyên bà con nhổ bỏ. Thì cái việc nhổ bỏ này á, thì bà con nuôi lồng làm cho mình là rắc vôi những cái gốc xung quanh này đào lên rồi rắc vôi. Và cái thứ hai nữa là chúng ta nhổ bỏ đem tiêu hủy hết, như ở cái bãi phân hủy lúc đầu mình đã qua cho bà con xem. Thì qua như khảo sát thì anh Cao nói là cái ruồi vàng rất là nhiều khi mà anh để đó, thì khoảng mưa 1-2 ngày anh phải phun thuốc muỗi để cho tránh cái con ruồi vàng nó tới nó bu vào đó, và một số con lằn khác. Vì những con đó là những cái mầm móng mà lây bệnh chích thuốc trên quả chanh dây của chúng ta, nó gây ra sẹo và một số vấn đề khác, nổ trái không được đẹp. Thì cái việc mà để cho một vườn chanh dây chúng ta tốt đẹp á, thì mình bên trái cây theo mùa Trung Quốc, một cái sản phẩm bên Nhật Bản chuyên về phân bón lá sinh học, thuốc đổ gốc sinh học và một số sản phẩm khác chuyên về coi tay trồng chanh dây, bơ, sầu riêng. Thì đây mình cũng quay cho bà con xem lại về cái mô hình này. Thì qua clip này á, mình cũng khuyên bà con á là đăng ký kênh để theo dõi tất cả các video của trái cây thơm mùa Đắk Lắk luôn quay và cập nhật để cho bà con chúng ta xem. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip này.